Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình cũng xin giới thiệu với các bạn là một số loại hàng mới về nè. Đó, để các bạn xem nè. Hàng hôm nay là có tôm tít nè các bạn. Tôm tít nè. Đây. Hàng bữa giờ thì cũng không có nhiều, tại vì tôm tít là nó cũng theo thời tiết đó các bạn. Thời tiết mà tốt thì êm thì nó hay trồi lên ăn. Còn mới bắt được, còn không thì cũng khó, tại vì nó nấp trong hang hết rồi. Đây, hàng này, hàng mới về hôm nay nè. Ở đây mình xem là hàng hôm nay về cũng không có nhiều. Bên mình chủ yếu là nhập về mà tôm tít bán nhiều nhưng mà không có hàng, các bạn là đặt đôi khi cả tháng rồi mới có hàng. Đó. Đây. Đây các bạn xem. Hàng hôm nay mới về nè, hàng chất lượng luôn, 3 thịt luôn nha các bạn. Rất là ngon luôn. Đó. Hôm nay không có tôm tít gạch cho nên là mình không có thể hướng dẫn các bạn là phân biệt con tôm tít gạch và tôm tít thịt như thế nào ở những cái loại màu như thế này. Đa số những con này là thịt thôi các bạn, chứ không có gạch, tại vì tôm tít gạch nó rất là khó kiếm, mẹ nó cũng hiếm lắm. Đó rồi, tiếp theo bên đây là ốc mồi voi nè. Ốc mồi voi này thì hàng này hôm nay mới về nè, về rất là nhiều luôn. Về nó coi 2, 4, 6, 8, 10, 12 con cái này. Đó, size này là size tầm 1.3 đổ lại thôi, một con. Thế cho các bạn xem nè. Đó, hàng này hàng từ nước Mỹ về nè. Đó. Hàng này á, là khi mà các bạn mới về á, là mình phải là cái bò lúc này nó cũng dài như thế này. Đó, là mình phải ngâm cho nó ở cái nước nhiệt độ lạnh này nè. Đó, phù hợp với nó là 5 độ nha. Rồi đó, để cho nó ổn định lại và nó quen được cái nhiệt độ đó rồi mà nó đem ra bán. Đó, đó đa số nè. Nó về nó yếu là từ bò nó sẽ dài ra như thế này các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, cho nên nó là khi mà mình nhập về là phải biết mở nha. Cái đó nhiều không, nhiều khi là cái chất máu bồi vô luôn á các bạn. Các bạn xem hàng này, còn cái bao ngon luôn nha, ăn sống nè, rồi làm nấu cháo nè, hấp nè, nướng nè, xào, đó các bạn xem, đó, tuy đây là hàng lúc mới nhập về nè, rồi, đây ở trên đây là cái nhám nè, đó, cái nhám thì bao ngon luôn. Đây nú nó cũng mấy loại đơn giản thôi các bạn. Rồi tiếp theo đó là sò mai. Sò mai này thì hôm nay về nhiều đó. Đây sò mai này hàng tươi sống đơn ngon luôn nha. Đó, sò mai đợt này thì to hơn mấy đợt trước nha các bạn. Cô nè. Rồi đây nếu mà tới mùa mà đi lặn mà nếu mà trúng là một ngày là một người thợ lặn bình thường á có thể lặn từ 100 đến 200 con ở một cái chỗ thôi. À, vì con này là nó ở cái vùng đất bùn vùng đất bùn nha các bạn, nhưng mà nếu mà gặp trúng chỗ thì một người con có thể lặn một buổi thôi chứ đừng nói một ngày, là khoảng 100 đến 200 con. Nó ở tầm một nước sâu là khoảng tầm 15 đến 20 mét. Hồi trước kia thì mình cũng có đi lặn một thời gian để hồi mới cưới vợ là mình về quê vợ ở Phú Yên, xong rồi có nuôi tôm hùm đó các bạn, xong rồi bắt đầu là trong thời gian rảnh á con ăn xong đi lặn thì cũng lặn được con này nhưng mà ở nước khá sâu, lặn thì áp lực của nước lên rất là nhiều cho nên cái giá trị của con này thì nó cũng cao so với nhiều người nghĩ là nó ấy là con này khổ lắm. Ở đây tôm sú nè, đó cho các bạn xem hàng chất lượng luôn nha. Đó, còn bên này là con hầm bông nè, đây các bạn. Đó, con hầm bông nè, hàng chất lượng không, bèo ngon luôn nha. Đó.
Còn đây là tôm hùm đỏ. Tôm hùm đỏ thì nó có những nhiều loại, nhiều sắc màu lắm. Do cái sắc tố của con, mỗi con nó sẽ khác nhau các bạn. Đấy, cho các bạn xem. Rất là hùng luôn. Sắc tố các con thì sắc tố là màu đỏ, còn các con là màu hồng nha các bạn. Đó, được. Theo cái gen của mỗi con này khi mà được sinh ra nè. Đó, có nhiều con thì cái sắc tố trên cái vỏ đồ rồi của nó thì nó sẽ lợt hơn, là theo cái gen của nó đậm hơn. Còn có con thì nó sẽ lợt hơn, như con này là sẽ màu là màu hồng nè. Đó, cho nên là nhiều khi là các bạn coi xem là có tại sao con này nó màu kia và con kia nó màu đỏ, là không phải do cái sắc tố của nó rồi các bạn. Đó, theo như con này ha, nó sẽ khác nè. Nhưng mà điều chúng nó có gì đó, cái sắc thể của nó là khi mà nấu chín lên nó vẫn là màu đỏ thôi. Đây là không khác nhau, nhưng mà được khi còn sống thì nó khác. Đây, con này lấy ca. Hàng chất lượng luôn nè. Hàng này mới về trong ngày hôm nay luôn nè. Đó. Rồi tiếp theo anh đây. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn rõ hơn về cái con hấp giác vàng này nè. Đàn ốc giác vàng mình mới về nè. Cua sống rất ngon luôn nha. Cái con này là cũng nhỏ nè. Cái bữa về còn to lắm, còn tầm 5kg rồi. Đó. Con này á, thì ở quán mình hiện tại á là làm được 3 đến 4 món rồi các bạn ạ. Đó. Thứ nhất á, là con này là bên mình có thể là làm gỏi nè. Gỏi nhưng mà phải là phi lê thịt hoặc là mỏng ra thì ăn nó mới ngon. Tại vì khi mình phi lê thịt mỏng ra thì nó mới không còn dai, mà nó sẽ tăng cái độ giòn lên, cái độ thơm hơn của cái con ốc này. Đó. Thứ ba nó, thứ hai nữa là con này cần nướng ớt nè, hay là nướng mắm nhỉ. Nướng mắm nhỉ thì cái khi mà nướng nó thì nó sẽ thấm vào trong cái thịt ốc nè, một phần nữa là còn dư lại cái nước mắm á. Đó, thì nước mắm nó được làm chín thì các bạn ăn rất là ngon. Hoặc là nước tiêu xanh nè. Đó, rất là ngon luôn nha. Mắm nhỉ, muối ớt, tiêu xanh làm gỏi cực kỳ ngon với con này. Đó, cho nên là nhiều người thì không biết thì nói thì sao con này nó dai, ăn không được. Không phải là do cái người đầu bếp á chế biến cái thật sự là đúng cách hay không. Nếu như mà đúng cách thì con này ăn rất là ngon nha. Giòn, thơm, rất là ngon luôn các bạn. Đó, cho nên là nhiều khi các bạn nói là đừng dương bếp là sẽ là mỏng lên thì ăn rất là ngon luôn, cảm nhận đúng cái vị luôn. Đó. Đây là sủi, sủi rồi các bạn, lừa đỏ, đây lừa đỏ đây. Đây và hôm nay mình sẽ cho các bạn coi con ốc nắng nè. Con ốc nắng nó sẽ giống y như là con ốc đỏ luôn. Đây con ốc nắng đây. Đó, con đây là con ốc đắng này nha các bạn. Con ốc đỏ là nó sẽ có gai, còn con ốc đắng là nó sẽ không có gai nha. Con ốc đỏ là nó sẽ có những cái gai nó nhô lên, còn con ốc đắng này á, là nó không có gai nhô lên đâu, nó chỉ có một cái lớp y vậy. Hình thù thì rất là giống con ốc đỏ. Ngược lại là con ốc đỏ nó sẽ có những cái chấm chấm gai lên, còn ốc đắng là không có, mà nó màu đen không. Đây. Đó, để mà phân biệt được con ốc đắng này thì ngon hơn ốc đỏ rất là nhiều, nhưng mà số lượng hàng không có, rất là nhỏ. Để mà đạt được cái số lượng này thì cũng hơi lâu. Đó. Rồi đây là rong nho. Rong nho thì đây là rong nho còn lại, còn bên này là rong nho mới nè các bạn. Nhìn đã hàng tươi sống luôn nha. Đó, màu xanh bông nõn luôn nè. Còn cái này là nhum nè, nhum được trước mình cũng giới thiệu với các bạn rồi. Đây là nhum sọ nè, nhum nè. Đó, nhum này hàng là cực kỳ mới về luôn. Đây là nhum về hồi sáng nè. Hàng rẻ các bạn, hàng này là bao trứng luôn nha. Nhưng mà cái này đến cái mùa gió bóp á thì sẽ không có con này nữa nha. Đó, nhìn đã không, hấp dẫn không? Hàng như thế này mới là hàng chất lượng nha, hàng tươi sống luôn. Rồi,
đến đây thì mình cũng xin phép được dừng cái clip tại đây. Nếu mà mọi người thì cảm thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký để có nhiều động lực giới thiệu đến các bạn nhiều loại hải sản tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Còn nếu mà mọi người thấy mình có giới thiệu sai hay là như thế nào đó thì hãy cho mình xin cái lời comment ở bên dưới thì nó không